rất là dễ chịu cho cái khoang mũi cũng như cho tâm trí của mình. Nên quanh rất cực kỳ ưu ái dừa dứa luôn, nên là đặc biệt đầu tiên giới thiệu với con chúng ta dừa dứa. Tuy nhiên bà con lưu ý khi trồng dừa dứa, bà con phải lưu ý với quanh, thứ nhất là thời gian cho trái. Xin chào quý bà con thân yêu, mình là Quang, sáng lập kênh siêu thị cây giống Willow Farm. Ngày hôm nay mời quý bà con chúng ta cùng tham quan về nơi sản xuất dừa của siêu thị cây giống Willow Farm bà con nhé. Tuy nhiên ngày hôm nay thì Quang sẽ chia sẻ quý bà con có chủ đề liên quan tới việc top 5 các loại dừa bà con chúng ta nên trồng hiện nay. Như bà con cũng biết, dừa là một trong những loại cây kinh tế cao mà lại dễ dàng chăm sóc, không có cần phải quá nhiều kỹ thuật giống như cây sầu riêng đâu ạ. Rất là dễ chăm sóc luôn. Thì là bà con dạo gần đây thấy là ai cũng thích uống nước dừa. Chẳng hạn như nhà công ty của anh vậy, lúc nào cũng có 3-4 buồn dừa, nào là dừa dứa, dừa tam quan, rồi dừa hồng, rồi dừa sim, rồi dừa sim xanh, dừa mã lai vân vân, các loại đó đều được bên quanh được thưởng thức qua, và hầu như là mỗi ngày, ngày nào quanh cũng tự chặt cho mình ít nhất một trái dừa để mình ăn, và nếu mà để mình uống, và nếu mà được cái trái dừa nói tới ăn thì do quanh rất là thích ăn cái cơm dừa, nên là cái cơm dừa mà nó cứ nó vừa hơi mềm mềm, nó hơi dẻo dẻo, và con sặc ra cái ăn ngon cực kỳ, bỏ vô nước dừa uống rất là ngon và rất là mát. Thay vì là quanh uống một chai nước cam, thay vì quanh phải uống một chai bể úp, thì quanh thấy nước dừa lại là rất là tốt cho sức khỏe của mình, làm cho quanh cảm thấy rất là sảng khoái, không cần phải bỏ thêm thêm đường gì luôn, quanh cứ như thế quanh uống thôi và quanh thấy rất là tốt cho sức khỏe của mình luôn. Như bà con cũng biết, dừa có rất nhiều tác dụng với sức khỏe của mình, như thanh lọc cơ thể, giúp lọc máu, giúp máu huyết lưu thông tốt hơn, và là một cái thức uống rất tự nhiên, nó không có độc hại gì cả. Nên là bây giờ đây là cơ hội cho bà con nông dân của chúng ta. Bây giờ nó có những cái loại dừa rất là sớm cho trái, như là dừa đỏ mã lai, rồi dừa sim lùng, dừa sim lục vân vân. Tuy nhiên top 5 này thì Quang sẽ chia sẻ những cái chủ đầu tư, những cái nhà đầu tư thường thường người ta sẽ trồng, ưu ái trồng những loại dừa gì và những cái loại dừa sẽ được xuất khẩu. Đầu tiên thì chúng ta phải kể đến dừa dứa. Top 5 của những loại dừa nên trồng thì bà con phải ưu ái dừa dứa đầu tiên. Dừa dứa hay còn gọi là dừa sim dứa đó bà con. Thì thời gian cho trái của bạn này tầm khoảng 3 năm tới 3 năm rưỡi. Trái nó cũng khá là to. Ở đây thì đã để một cái khu nào đó mà quanh tự nhiên quay về thì thấy xếp, mỗi ngày đều xếp rất là nhiều, nên là chia sẻ với bà con chúng ta cho nó nhanh. Dừa dứa thì bà con cũng thấy quanh chia sẻ nhiều video rồi. Dừa dứa trái nó sẽ tròn, một buồng của nó như vậy từ 15 tới 25, 30 trái tùy theo cái tỷ lệ thụ phấn của trên một buồng là như thế nào. Và đặc biệt là quanh thấy là dừa dứa nó có một cái hương thơm nồng nàn tự nhiên, đó là một cái sức quyến rũ của một người con gái, có một cái mùi hương cơ thể rất là dễ chịu mà làm lưu luyến những cái chàng trai, là những cái thực khách người ta uống nước dừa. Thế nên là dừa dứa luôn luôn được rất là nhiều các cái nhà hàng cũng như nhiều quán ăn, thậm chí là những quán sáng ngoài lề đường, người ta ưu ái để người ta mua về người ta bán. Người ta có thể cho khách hàng của người đợi mùi mua đi bán lại, người ta có thể cho khách hàng người ta sự lựa chọn. Hôm nay tôi có dừa dứa và dừa sim, anh uống lười nào? Chắc chắn là đầu tiên trong đầu anh sẽ nghĩ uống dừa dứa. Tại vừa uống nước dừa và vừa được thơm mùi dứa dễ chịu nữa. Đặc biệt là nếu mình đang trên hành trình, mình đi xe nữa, thì có cái mùi hương dứa đó lại rất là dễ chịu cho cái khoang mũi cũng như cho tâm trí của mình. Nên quanh rất cực kỳ ưu ái dừa dứa luôn, nên là đặc biệt đầu tiên giới thiệu với con chúng ta dừa dứa. Tuy nhiên bà con lưu ý khi trồng dừa dứa, bà con phải lưu ý với quanh, thứ nhất là thời gian cho trái từ 3 năm tới 3 năm rưỡi nha. Nên là trong thời gian đợi dừa dứa cho những cái buồng dừa đầu tiên thì bà con chúng ta phải biết cách lấy ngắn nuôi dài. Chúng ta có thể trồng thêm là cam, chanh, quýt, chuối nha, trong cái vườn dừa dứa của mình để có thể lấy ngắn nuôi dài, hoặc có thể trồng thêm rau má cũng được. Và cái nữa là bà con chúng ta cần phải mua đúng giống nha, cần phải mua đúng giống. Đúng giống thì như thế nào, về cách chọn dừa dứa như thế nào thì quanh cũng đã chia sẻ với bà con rồi. Tuy nhiên là trăm hay không bằng tay quen, nhiều khi cái mình bị lọt một trái dừa vô nó không chính thống thì nó hơi kỳ. Nên mà bà con chúng ta nếu mà mua dừa giống thì bà con chúng ta nên chọn những nơi uy tín mà người ta có những cái vườn dừa giống thực sự bài bản và chuyên nghiệp, thì bà con chúng ta hãy chọn những nơi như vậy nhé. Rồi tiếp theo, cái loại dừa thứ hai bà con chúng ta hãy ưu ái để trồng là thứ hai là dừa đỏ Mã Lai. Dừa đỏ Mã Lai có xuất xứ từ đất nước Malaysia và du nhập vào Việt Nam chúng ta tầm khoảng 4 đến 5 năm trở lại đây, và đã tạo được tiếng vang trên thị trường vì bạn ấy có những cái đặc tính như sau. Thứ nhất là bạn ấy tầm khoảng 2 năm tới 2 năm rưỡi đã cho trái rồi. Có nhiều quý bà con, có nhiều nhà vườn khác nói tầm khoảng 18 tháng dạ có. Có những cái vườn dừa đỏ Mã Lai 18 tháng bắt đầu cho lưỡi mèo đầu tiên, nhưng đó không phải là con số đông. Nên là quanh sẽ lấy cái mốc thời gian là từ 2 năm tới 2 năm rưỡi cho bà con chúng ta đỡ áp lực hơn. Tuy nhiên là nó phụ thuộc cũng rất nhiều vào cái cách bà con chúng ta chăm sóc các bạn dừa đỏ Mã Lai như thế nào nữa nhé.
thì thời gian cho trái của bạn ấy là từ 2 năm tới 2 năm rưỡi là sẽ bắt đầu cho trái rồi ạ. Rồi tiếp theo nữa, cái số lượng trái trên một buồng của bạn ấy cũng khá là nhiều, từ tầm khoảng là 30 trái, tầm khoảng là 30 trái trên một buồng. Và đặc biệt là cái chất lượng nước rất ok, chất lượng nước rất là ngon, cái vỏ khá là vừa phải nên có cái ruột cũng rất là nhiều nước, tầm khoảng 250 đến 300 ml trên một trái dừa, trên ml nước trên một ml nước dừa trên một trái dừa. Và cái chất lượng nước cực kỳ ngon như vậy nên là dừa đỏ Mã Lai đặc biệt được đi xuất khẩu qua trời Tây, qua các đất nước khác cũng khá là nhiều nha bà con. Hay như công ty Dừa Cười cũng là một trong những cái công ty mà đã xuất khẩu thành công trái dừa đỏ Mã Lai đi qua nước ngoài, và hiện tại bây giờ bên công ty đang sở hữu một cái diện tích dừa đỏ Mã Lai cũng khá là lớn trên thị trường. Dạ, tiếp theo dừa đỏ Mã Lai, sau dừa đỏ Mã Lai, sau dừa dứa thì cái tới thứ ba là dừa sim lùng. Dừa sim bây giờ nó có hai loại là dừa sim lùng và dừa sim xanh lùng. Hẳn đây là Oanh phân tích cho bà con luôn, dừa sim lùng. Dừa sim đó thứ ba mà Oanh nói là dừa sim lùng, tại dừa sim lùng là nó nhanh có trái, nó tiết kiệm 1 năm thời gian trồng so với dừa sim xanh lùng. Dừa sim lùng thì nó tầm khoảng 2 năm tới 2 năm rưỡi cùng thời điểm với dừa đỏ Mã Lai sẽ bắt đầu cho trái. Còn dừa sim xanh lùng là khoảng 3 năm tới 3 năm rưỡi bắt đầu cho trái nha bà con nha. Nên bà con chúng ta lưu ý phần này giùm em. Còn về cái chất lượng nước, còn về cái số lượng sai trái thì Oanh thấy đó là như nhau. Nên là cái số thứ tự thứ ba là dừa sim lùng. Và số thứ tự thứ tư trong top 5 loại dừa nên trồng là dừa sim xanh lùng. Nha. Dừa sim xanh lùng thì thời gian cho trái của nó tầm khoảng 3 năm tới 3 năm rưỡi, và hai loại này đều có số lượng trái từ khoảng 20 tới 30 trái trên một buồng, và cái thể tích nước nó tầm khoảng từ 300 tới 300 ml trên một trái, và độ ngọt của nó cũng khá là tốt, trên mức trung bình rất là cao, tầm từ khoảng 7 đến 8 độ hay bà con, độ ngọt của nó, độ thanh của nó rất là ok. Và cái loại thứ năm mà Oanh muốn chia sẻ trong top 5 này đó chính là dừa sim lùng. Dừa sim lục thì nó có một cái đặc tính nổi trội của nó là cực kỳ sai trái luôn, sai giống như dừa ẻo hồi xưa thời can mà chúng ta còn nhỏ đó. Trái dừa ẻo nhỏ đó bà con, uống thì nó cũng hơi lăng tăng, hơi khó chịu một xíu ha. Tuy nhiên là dừa sim lục thì nó có hay ở chỗ là nước rất là ngọt, và cái số lượng trái trên một buồng nó tầm khoảng 40 trái. Cái thể tích nước của nó tầm khoảng từ 150 tới 250 ml tùy theo cái trái lớn trái nhỏ, và có hay ở chỗ là cái màu xanh của nó giống như con rắn lục vậy, nhìn rất là dễ thương và rất là bắt mắt, mà nó nhỏ gọn như vậy là chúng ta rất là dễ dàng trong việc di chuyển cũng như là dễ cho việc là kinh doanh. Hàng bán trái dừa này 25-35 ngàn thì trái dừa sim lục chất lượng nước nó ngon ok như vậy thì cũng bán được với giá như vậy, trong khi cốn công chuyện chỉ ít hơn. Thì đối với Oanh thì dừa sim lục cũng là một trong những cái loại trái uống rất là ngon và rất là bắt mắt, nên là bà con chúng ta và đặc biệt có này là quên nói nè, nó chỉ có 2 năm là nó cho trái thôi. Đặc biệt ở chỗ đó chỉ có 2 năm là sẽ cho trái, và trái rất sai, tầm khoảng 40 trái trên một quài, trên một buồng, và đặc biệt nước rất ngon. Thế nên là quý bà con chúng ta có thể ưu ái loại này để chúng ta trồng trong khu vườn của mình. Oanh xin chia sẻ lại top 5 loại dừa kinh tế hiện nay được các chủ đầu tư cũng như là những cái loại dừa chúng ta nên trồng. Thứ nhất là dừa sim dứa, thứ hai là dừa đỏ Mã Lai, thứ ba là dừa sim lùng, thứ tư là dừa sim xanh lùng, và thứ năm là dừa sim lục. Nha, sim lục. Năm loại dừa này đã làm mưa làm gió trên thị trường, và hiện tại bây giờ thị trường tiêu thụ dừa ngày càng mở rộng, từ ở dưới Bến Tre lên công luôn. Dạ, xe tải nào đi lên cũng chở dừa rất là nhiều, và cũng có một cái bài thuốc liên quan tới Covid ở chỗ là chúng ta lấy nước dừa nấu với những cái vị thuốc đó để tạo thành một cái hỗn hợp gì đó để chữa cái hỗ trợ điều trị cho cái bệnh Covid, thì Oanh thấy là nước dừa ngày càng phát huy được cái công dụng của bạn ấy hơn, ngày càng phát huy được cái dược tính, dược lý của bạn ấy nhiều hơn, và ngày càng được cộng đồng chú ý hơn. Có một cái thời gian chúng ta chỉ toàn uống bia, uống nước ngọt, thì bây giờ chúng ta lại quay về với thiên nhiên, chúng ta lại thích uống dừa. Thì đây là cơ hội của nhà nông của chúng ta. Dừa thì chúng ta có thể tùy theo cái thứ nhất là cái sự thích của mình, cái thứ hai là cái vùng đất của mình, cái thứ ba là thời gian chúng ta có thể chờ đợi để nó có thể ra trái là bao lâu, để quý bà con chúng ta chọn cái loại dừa nào chúng ta phù hợp. Còn dừa thì nó rất là dễ trồng và phù hợp với nhiều vị trí địa lý khác nhau, chúng ta có thể tự tin lên để chúng ta trồng nhé. Siêu thị cây giống Willow Farm luôn luôn đồng hành cùng quý bà con chúng ta. Nếu có bất kỳ câu hỏi gì liên quan tới dừa, bà con hãy gọi vào số hotline hiện trên màn hình để các bạn chuyên viên cùng đội ngũ kỹ thuật có thể hỗ trợ quý bà con chúng ta nhiều hơn.
Hãy đăng ký kênh, chia sẻ và like video này đến những người bạn của mình yêu thích, để mà Oanh cùng với các bạn có thể cùng chia sẻ, kết nối với nhau nhiều hơn nữa về vấn đề về dừa nhé bà con nhé. Cảm ơn quý bà con một lần nữa. Siêu thị cây giống Willow Farm cùng nông gia Hưng Thịnh xin chào và hẹn gặp lại.